Hôm nay sẽ quay cho mọi người hai mẫu vũ gõ lò tay 12 nhé mọi người. Thường khách hàng hay hỏi mẫu có là vũ gõ lò tay 12 giá bao nhiêu, thì mọi người hỏi một cái câu gọi là mộc rất là lú và rất khó trả lời đó mọi người, bởi vì gõ lò tay 12 nó có rất là nhiều giá. Chẳng hạn như mẫu gõ lò này tay 12 giá là 45.900.000, nhưng mẫu này vũ gõ lò tay 12 giá 59.900.000, nó cũng là gõ lò tay 12 mà tùy theo cái kiểu chạm và kiểu lèm lớn nhỏ khác nhau giá nó sẽ khác nhau đó mọi người. Có những mẫu gõ lò tay 12 bên mộc giá tới cả 90 triệu ạ. Đó, nên cái giá nó rất là khác biệt. Nên đây một cái so sánh sơ qua cho mọi người là sao vì sao mà giá khác nhau. Bộ 45.900.000 này. Mọi người để ý cái thứ nhất là mọi người để ý cái rèn mặt bên phía dưới trước. Mọi người thấy là cái rèn mặt bên này là nó chỉ có 74 này, mọi người thấy không? Kích thước của nó là 74. Và cái yếm viền của nó là yếm viền thẳng. Cái viền trước này cũng thẳng luôn, không có lượn. Đấy, thẳng nha. Còn bên yếm viền bên này, mọi người thấy là từ bên này qua bên này à, từ bên này qua bên này để cho mọi người đấy, thấy không, bên này nó ra 80 rồi, cái này bên kia là có 74 thôi, bên này 80 này nó lớn hơn 6 phân đấy. Và mọi người thấy cái yếm viền này nó lượn này đấy, làm lượn với không lượn là một bộ nó đấy lật là 700-800 ngàn rồi nhá mọi người nhá. Lượn không lượn là 700-800 ngàn, mà cái mặt dài mặt lớn này mất thêm một bộ cũng 700-800 ngàn nữa, này nó ra lật cũng cả triệu mấy rồi. Chưa kể là bộ này nó có tay keo con nghe nguyên khối, mọi người thấy không? Nghĩa là cái tay con nghe nguyên khối này, hai cái tay bên này là hai cái tay đặc nguyên khối luôn. Đấy, một cái tay đặc nguyên khối này mọi người cứ tưởng tượng một con như thế này thì tiền của đục với tiền chạm, tiền cây của nó là khoảng 2 triệu rưỡi một con. Đấy, hai con này nó đi mất hai cái tay mất 5 triệu rồi. Đấy. Hai cặp tay 5 triệu rồi. Đấy, chỉ hai con lăn như vậy thôi, tiền công đục, tiền công chạm và tiền gỗ. Đấy, còn bên này tay của nó là tay thường. Thì chẳng hạn như cái cặp tay bên này thì nó chỉ có 1 triệu mấy thôi. Đấy. Cái tay này gọi là tay thường. Đấy này nó không có làm cái gì hết. Đó. Chiều sâu mặt hay gì là như nhau nhá. Cái mặt này là dày nguyên tấm. Mặt này nguyên tấm dày 2/2. Mặt bên này cũng nguyên tấm dày 2/2 nhưng mà nó lớn hơn một chút. Phải nhớ là cái phần tó trên. Tó này là cao là 20 và dày là 10 phân. Độ dày mọi người đi mua mọi người để ý cái độ dày nha. Đấy. Cái này dày 11, xin lỗi mọi người, dày 11. Đấy, dày 11. Đấy. Dày 11, cao 20. Nhưng mà tó bên này nó cao tới 26. Mọi người thấy không? Đấy. Phải đục vài đục hai mặt. Đục vài đục một mặt, đục hai mặt nhé. Nói chung hai bộ đều đục hai mặt. Nhưng mà mẫu này thì mình đục bằng máy này. Đấy, che bằng máy. Còn cái này đục bằng tay. Nhưng mà mình đục bằng tay thì đục đơn giản. Đấy, nhưng mà nó thấp. Tó là thấp, 20 thôi. Đấy, đó là lý do vì sao mà nó khác biệt. Mọi người cứ tưởng tượng một cái ghế này nó lật có một có khoảng một ghế như lật khoảng cái 5 triệu một ghế nha, nhưng mà bộ ghế này nó có 6 món. Mày thấy không? Một cái ghế này, một cái ghế này với một ghế này thì nó ra một bộ như thế này là 59.900.000 một bộ như thế này, cũng là gỗ gõ lò tay 12. Đấy, mẫu hàng nghề. Đấy. Hàng nghề. Đấy là 59.900.000. Đây là đang nói là giá tận xưởng sản xuất nha. Mẫu này thì nghĩa là bên mộc làm cây là mộc đúng cây gỗ có bỏ nem phi luôn. Nên loại này xà 6-70 năm là bình thường. Đấy. Còn chưa nói là những hàng pha cây trong hàng cây đều rồi nọ bán trên thị trường rất là nhiều nha mọi người nhá. Như mộc nói là 95% người ta bán trên thị trường hay cửa hàng hay bán là chỉ là hàng cây đều thôi, không phải đúng cây gỗ có bỏ. Bộ này 45.900.000. Bởi vì sao mà mộc giá mặn đưa mộc nói như vậy? Bởi vì ấy, ở khu làng nghề mộc là khu sản xuất hàng đi rất là nhiều, và thường ấy là ở khu làng nghề mộc bán bỏ xỉ đi rất là nhiều. Thường ở khu làng nghề mộc hay nhập hàng ở ngoài Bắc sản xuất, xong rồi đưa vô trong miền Nam, là khu làng nghề mộc bắt đầu bo căn chỉnh lại, xong rồi bắt đầu sơn xịt tẩy gỗ đi, xong rồi bắt đầu sơn màu lên, thì thường xong rồi bán ra đi cho cửa hàng các tỉnh. Nên thường mấy bộ ở các tỉnh ấy, nếu mà mọi người xuống cửa hàng mộc mua ở khu làng nghề mộc mua ấy, chỉ có 27-28 triệu một bộ thôi, cũng là gõ lò tay 12 đó. Còn nếu mà đúng chất cây như thế này, đấy, một bộ gõ lò tay 12 như thế này cũng phải 45.900.000.
Còn thường mọi người về tỉnh mọi người mua ấy, kiếm hàng này rất là khó kiếm và hầu như không có. Đó, nếu mà bộ này mua ở tỉnh, nếu mà mọi người muốn mua hàng đúng chất cây và hàng đẹp như này thì phải tầm khoảng 60 triệu mới có hàng đúng chất cây. Còn 40 mấy triệu mà ở tỉnh mua mà cây gỗ đỏ mọi người quên ngay cho mọc đi, không có chuyện mà bán được cái giá đó đâu. Đấy, gỗ đỏ tay 12 đèo 45 triệu 900. Đó, đây cho mọi người coi nhé, đây bên xưởng mộc sản xuất đây, các mẫu sản xuất trong ngoài, mộc đang lên lô này, lên rất là nhiều nhá, cho mọi người coi. Hàng đào thì lên là, hàng đào là lên là 3 bộ, hàng nghe lên 2 bộ. Đấy, mọi người thấy này, hàng đào là nghe này. Đấy, chứ mọi người đừng nói là kêu giống như mộc đi ngoài chợ đi ăn đấy mọi người. Đi chợ đi mua nho ấy, nho Mỹ 70 ngàn một ký. Ở đâu ra mà nho Mỹ 70 ngàn ký? 70 ngàn ký nó lấy nho Trung Quốc ấy, hay nho Mỹ Tho ấy, nó làm cho 70 ngàn ký. Đấy, còn nho Mỹ, đúng nho Mỹ 300 ngàn, 300 rưỡi một ký, 400 ngàn một ký. Đó, mới đúng là nho Mỹ thật nha. Nên mọi người đi mua ấy, mọi người phải hiểu cái nào là đúng, cái nào là sai. Chứ đừng có nói là gỗ gõ đỏ, gỗ quý 20 mấy triệu. 20 mấy triệu thì nó không quý đâu mọi người, 20 mấy triệu thì nó chỉ là gỗ thường, gỗ tẹp thôi. Đó, còn mọi người muốn mua hàng đúng chất cây thì mọi người có thể tham khảo mẫu về xưởng mộc. Đó, vậy nhé mọi người nhé, chào mọi người.